Dấn đá pháp môn Quán Âm. Dấn: Thưa hỏi đại sư, Phật giáo thường nói đến pháp môn phương tiện và lại nói tùy duyên. Nhưng theo sự hiểu biết của tôi, những người tu tại gia của Phật giáo rất ít trường chay. Nhưng những tín đồ của Nhất Quán Đạo chỉ cần phát tâm thì mọi người có thể thanh khẩu thọ chay. Điều này có thể nói rằng ăn chay không khó khăn. Nhưng nếu gặp chướng ngại này, có phải vì họ quá nhấn mạnh đến pháp phương tiện và tùy nhân duyên không? Sư phụ: Phải. Sư phụ nói thật cho quý vị hay, vì đoàn thể Phật giáo mà chúng ta biết không đủ chân thành, không đủ nghiêm trang. Một bên tu hành, một bên hưởng thụ thế giới. Sư phụ không hiểu rõ Nhất Quán Đạo tu gì, nhưng họ có thể ăn chay, ít nhất đã biểu lộ được tấm lòng thành. Muốn tu cần phải thật sự buông bỏ một số việc. Muốn tu hành chân thành, không phải một chân ở nơi này, một chân ở nơi kia. Đợi sau khi vãng sanh, một chân ở thế giới này, một chân ở Tây Phương. Như vậy làm sao được? Lúc đó không đi Tây Phương được, lại không được sống ở thế giới này, như vậy sẽ rơi vào của hai bên. Nếu chúng ta tự xưng là tu hành chân chánh, hãy nhìn thử người xưa tu như thế nào, thì chúng ta cần phải tu như thế đó. Phật Thích Ca Mâu Ni nói không nên sát sanh, cũng bảo người cần ăn chay. Chính Ngài cũng ăn chay. Chúng ta tự xưng là tín đồ Phật giáo biết rằng giới luật của Bồ Tát trong Kinh Phạm Võng có nói đến việc ăn chay. Vậy tại sao lại không ăn chay? Lại phỉ báng những người bên Nhất Quán Đạo. Nhìn họ ăn chay cũng đã thấy rất lương thiện rồi. Chúng ta nói là tín đồ Phật giáo có đại thừa, có tiểu thừa, lại thọ Bồ Tát giới, từ sáng đến tối niệm Phật rất ồn ào, nhưng lại không ăn chay, lại còn đi phỉ báng người khác, thật là chuyện không công bình. Phải vậy không? Mọi người đáp phải và vỗ tay. Dấn: Khai ngộ và thần thông có quan hệ gì với nhau? Phạm vi của thần thông là như thế nào? Sư phụ: Không có quan hệ gì. Khai ngộ không nhất định là có thần thông. Có thần thông không nhất định là khai ngộ. Chỉ như vậy thôi. Những người phù thủy cũng có thần thông. Những người tu hắc thần thông, ma thuật cũng có thần thông, nhưng không nhất định họ được khai ngộ. Những người khai ngộ cũng không nhất định có thần thông, nhưng tu pháp môn Quán Âm thứ gì cũng có. Sư phụ vốn không muốn nói điều này, nhưng đã nói một nửa rồi thì tiếp tục nói thêm. Có lúc sư phụ tiết lộ rất nhiều việc. Dấn: Tại sao những người tu hành cuối cùng đều muốn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc? Không nghe ai nói về Đông Phương hoặc những thế giới khác. Sư phụ: Tây Phương là nơi mà những người Trung Quốc quý vị đặc biệt muốn đi. Những tín đồ Thiên Chúa Giáo thì muốn đi Thiên Quốc, họ không biết Tây Phương là gì. Những tín đồ Đạo Giáo thì muốn đi lên Thiên Cung của họ. Họ cũng không biết thế giới Tây Phương Cực Lạc là gì. Không phải ai cũng muốn đi đến cùng một nơi. Cũng không phải những người tu tịnh độ đều muốn đi Tây Phương. Sư phụ không muốn đi Tây Phương, xin lỗi. Nếu quý vị muốn thì tự mình đi. Dấn: Điều quan trọng nhất của học Phật có phải là niềm tin không? Sư phụ: Không phải. Chưa tìm được Phật thì tin cái gì? Nếu như quý vị chưa nhìn thấy đứa con gái của người láng giềng, làm sao quý vị tin rằng quý vị sẽ cùng kết hôn với cô ấy? Ít nhất cũng phải biết rằng người láng giềng đó có con gái, hiểu không? Muốn thật sự tin tưởng Phật, cần phải gặp Phật trước đã. Hoa khai kiến Phật, rồi mới có thể ngộ vô sanh. Không phải ở nơi đây biện luận, cũng không thể nói tôi tin Phật là đủ rồi. Tin Phật là gì? Có gặp được Ngài không? Hình dáng của Ngài như thế nào? Cần phải hiểu rõ Phật, sau đó mới có thể tin. Nhìn được hình dáng của Ngài một chút, biết được phẩm chất của Ngài, lực lượng của Ngài, chúng ta mới có thể tin tưởng. Nếu không, tức là mê tín. Dấn: Tâm bình thường đối với những người học Phật mà nói có thể là quan trọng không? Sư phụ: Chưa đạt tới thì hỏi làm gì? Vì chưa đạt tới tâm bình thường, chưa biết tâm bình thường là gì nên mới đặt câu hỏi này. Nếu như không biết tâm bình thường là gì thì cần phải tu, sau đó mới có thể biết được. Lúc đó có thể nói nó là quan trọng hay không? Dấn: Hiện tại có rất nhiều chùa chiền cúng vái các vong linh bị phá thai,
Thế giới này thật sự có vong linh không? Có cần phải đi lại họ không? Sư phụ, tốt nhất là không nên làm chuyện kỳ cục này. Dù có vong linh hay không, chúng ta cũng không có cách nào chứng minh, phải không? Giả sử sư phụ nói có, cũng không chắc chắn quý vị tin. Nhưng quan trọng nhất là chúng ta không nên sát sanh. Giết một sinh mạng yếu ớt là vô cùng tàn nhẫn. Chúng ta là bậc đại trượng phu, không nên sát hại những chúng sinh yếu đuối đó, bao gồm động vật và con cái của chính mình. Hài nhi có máu huyết của quý vị cần phải nuôi nấng nó. Nếu không thể nuôi dưỡng được, thì đem nó cho những người có thể nuôi được. Ở Đài Loan có cô nhi viện, và rất nhiều chùa có thể nuôi được, cũng có thể đem đến cho sư phụ. Sư phụ một bên giảng kinh, một bên có thể đút sữa cho nó uống. Sát sanh là chuyện không nên làm, không cần phải hỏi có vong linh không. Cần phải hỏi chính mình có nên sát sanh không. Dĩ nhiên là không nên. Bất cứ tôn giáo nào cũng đều nhấn mạnh không nên sát sanh. Về điểm này mọi người đều hiểu rõ. Vấn: Pháp môn Quán Âm có phải là một môn phái của Lục Tổ Huệ Năng không? Sư phụ, ông đạt được pháp môn này không phải là pháp môn của ông. Pháp môn Quán Âm không phải là tài sản cá nhân của một người nào. Mọi người ai cũng có thể có, chỉ vì không biết đến mà thôi. Nhưng nếu có người biết, họ có thể dạy chúng ta tu như thế nào? Nhấn, vừa rồi nghe sư phụ nói, phải có con mắt tốt mới nhìn thấy rõ ràng. Thưa hỏi con mắt ngài nói là chỉ cái gì? Sư phụ, thiên nhãn, mắt trí huệ, mắt vô hình, mắt thứ ba, không phải mắt thịt. Nhấn, nếu tâm ấn, tu pháp môn Quán Âm, mỗi ngày có nên niệm kinh sớm tối không? Điều này có bắt buộc không? Sư phụ, được, nhưng không bắt buộc. Nhấn, những người xuất gia của Nhật Bản và Thái Lan đều không ăn chay, họ không phải là Phật sao? Những người xuất gia Đài Loan ăn chay thì có thể thành Phật sao? Sư phụ, cả hai đều không thể. Không phải là ăn chay có thể thành Phật. Vì ăn chay mà thành Phật thì con bò cũng có thể thành Phật. Nhưng ăn thịt thì càng không thể thành Phật. Trong Kinh Lăng Nghiêm, Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rất rõ ràng. Ngài nói, những người ăn thịt sẽ tạo một bầu không khí quỷ quái. Từ bầu không khí này sinh ra rất nhiều quỷ dạ xoa. Họ sẽ ăn thịt của chúng sanh. Những điều chúng ta nhìn thấy được là chiến tranh. Đó cũng là quỷ dạ xoa. Ăn thịt chúng ta có nghĩa là làm cho chúng ta mất đi sinh mạng. Cho nên chúng ta đừng nên trách cứ vì sao có chiến tranh. Đó là do chúng ta tạo ra. Chúng ta tạo nên bầu không khí không tốt, tạo nghiệp chướng sát sanh. Bất luận ở trong hoàn cảnh nào mà sinh mạng mất đi đều là quả báo của sát sanh. Có nhân thì có quả, trồng cam đương nhiên có cam, trồng táo nhất định được táo, trồng độc dược nhất định có độc dược. Vấn, có người nói tổ tiên xấu có thể ảnh hưởng đến con cháu vì do quan hệ của nhân quả. Thưa hỏi tại sao tội lỗi của tổ tiên lại để cho đời sau của họ gánh chịu? Lẽ ra người của đời này cần phải nhận quả báo của đời này, như vậy mới có thể thức tỉnh họ. Sư phụ, đây là do quan hệ của huyết thống, cho nên chúng ta mới nhận quả báo. Tại sao vậy? Sư phụ đưa ra một ví dụ. Giả sử tổ tiên của chúng ta vì sát sanh nên có được tài sản, và người trong gia đình cũng cùng hưởng tài sản. Sau đó chúng ta trưởng thành nhờ tiền và cơm của họ. Tuy chúng ta không sát sanh, nhưng chúng ta cũng từ sát nghiệp mà ra. Nghiệp chướng này đương nhiên chúng ta cũng phải gánh chịu. Đây không phải là chuyện thần bí. Giả sử cha mẹ của chúng ta đi ăn cướp tiền của ngân hàng về nuôi dưỡng chúng ta, có một ngày cảnh sát đến bắt cha mẹ của chúng ta cũng sẽ bị liên lụy. Bởi vì mỗi ngày chúng ta cũng dùng tiền này, cho nên muốn thanh toán phải cực khổ đi kiếm tiền để trả lại cho người ta. Phàm phu không tu hành đều như vậy, do đó ác nghiệp của tổ tiên có thể ảnh hưởng đến chúng ta. Nhấn, trong lúc trả lời câu hỏi, sư phụ có nói, trợ niệm, quán định, gia trì đều là dựa vào tha lực, sư phụ không tán đồng. Nhưng tu hành cần phải tìm minh sư, tìm môn phái, như vậy không phải dựa vào tha lực sao?
Sư phụ, không phải là tha lực. Minh sư chỉ dùng chìa khóa giúp chúng ta khai mở lực lượng của chính mình, nhưng chính chúng ta cũng cần phải tu mới đạt được, hiểu không? Không phải như trợ niệm vậy. Trợ niệm là hoàn toàn dựa vào lực lượng của một người cho người khác, tự mình không cố gắng, hiểu không? Hiểu ý của sư phụ không? Những điều này rất phức tạp, lúc rảnh rỗi sư phụ sẽ nói lại. Vấn, khai ngộ nhất định phải có minh sư chỉ điểm sao? Nếu là cần, vậy minh sư của Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Sư phụ, ngài có 6 vị minh sư. Sư phụ nói để quý vị rõ, không có minh sư, không có ai có thể giải thoát được. Phật Thích Ca Mâu Ni có nói, 100.000 vạn kiếp mới có thể gặp được một vị minh sư một lần. Nếu không tìm được minh sư, không thể giải thoát. Kinh điển nói rất rõ ràng, Chúa Giêsu Kitô cũng có nói, không có ai có thể đến được thiên quốc trừ khi xuyên qua ta. Ý nghĩa của ngài là muốn nói đến cái ta của một vị minh sư, chứ không phải chỉ cái ta phàm phu. Không phải Chúa Giêsu Kitô có cái ngã chấp. Ý của ngài là lúc ngài còn tại thế, lực lượng của ngài có thể giúp người đi giải thoát. Nhắn, làm thế nào để ấn chứng phương pháp tu hành của chúng ta là chính xác nhất? Sư phụ, lúc mới đầu có thể tham khảo kinh điển trước, coi thử pháp môn đó có giống như kinh điển đã nói tới hay không. Thể nghiệm tu hành của pháp môn này có giống như thể nghiệm của thánh nhân thời xưa không, thì có thể biết được là có chính xác không. Sau đó chúng ta lại coi thử, càng tu có phải mình càng nhẹ nhàng, càng tu càng vui vẻ, càng tu càng thanh thản, càng tu càng có tình thương, có trí huệ hơn không. Nếu là phải, thì có thể xác định rằng pháp môn tu hành của chúng ta là chính xác. Nhấn, không biết được nghiệp lực của tiền kiếp, như vậy không thể biết được nghiệp chướng của đời này. Cho nên việc chúng ta cần phải làm trong đời này là cần phải tu hành. Nhưng tại sao tôi càng nghiên cứu lại càng không hiểu, càng không thể vượt qua? Sư phụ, bởi vì nghiên cứu tham khảo chỉ là bề ngoài mà thôi. Muốn liễu thoát sanh tử cần phải có thể nghiệm bên trong. Có một tấm màn che đậy trí huệ của chúng ta lại, đem cảnh giới thiên đàng của chúng ta giấu kín. Nếu chúng ta không có minh sư giúp mở tấm màn này, chúng ta vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy được những cảnh giới khác, vĩnh viễn không đạt được trí huệ. Nếu chỉ tham khảo kinh điển thì không thể nào bộc phá được. Muốn mở tấm màn này, muốn mở cánh cửa này, cần phải có một phương pháp chúng ta gọi là chìa khóa, không giống như những chìa khóa bình thường, mà là chìa khóa vô hình để mở cánh cửa vô hình. Cửa trí huệ vừa mở, chúng ta sẽ hiểu ngay. Nếu không mở cánh cửa này, chúng ta vĩnh viễn chỉ là phàm phu. Nhấn, Niết Bàn có gì hay? Sư phụ, thế giới có gì hay? Thế giới này có gì hay? Nhấn, không làm việc nhưng chuyên tâm nghĩ về Phật, như vậy có giúp ích gì cho xã hội, quốc gia không? Sư phụ, nếu không khai ngộ, sư phụ nghĩ rằng không giúp ích gì. Nhấn, cho dù có rất nhiều pháp môn, làm thế nào để biết được pháp môn nào là thích hợp với mình nhất? Nếu như là quan hệ của nhân duyên, làm thế nào để hiểu rằng nhân duyên của mình đã đến? Sư phụ, quý vị có thể thử coi pháp môn đó có tốt với quý vị không? Quý vị có thể tu. Nếu quý vị muốn thành Phật, muốn thật sự liễu thoát sanh tử, vĩnh viễn không trở lại thế giới này, như vậy sư phụ có pháp môn Quan Âm. Vấn, Phật giáo nói nhân quả, tự mình tu thì tự mình được. Phật cũng nói không thể tiêu trừ định nghiệp. Tại sao Phật giáo vẫn làm những chuyện như quán đỉnh, trợ niệm? Như vậy không phải là ngược lại với nhân quả sao? Sư phụ, quý vị đi hỏi họ. Sư phụ không làm những chuyện này, đừng hỏi sư phụ. Sư phụ không dùng niệm kinh, tụng kinh để tiêu trừ nghiệp chướng cho bất cứ ai, bởi vì Phật không có dạy sư phụ làm như vậy. Quý vị hãy đi hỏi những vị pháp sư đó, vì sư phụ không tin dùng những phương pháp này để tiêu trừ nghiệp chướng. Họ cho rằng làm như vậy mới là Phật giáo, còn sư phụ nói không cần phải tụng kinh. Họ nói sư phụ là ngoại đạo. Sư phụ không biết phải nói sao. Sư phụ chỉ có một mình, còn họ có rất nhiều người. Quý vị đừng hỏi sư phụ tại sao. Sư phụ sợ rồi, phát rung lên được.
Sư phụ cười và mọi người vỗ tay. Dấn, muốn được khai ngộ thành đạo có nhất định phải tìm minh sư không? Cư sĩ Duy Ma Cật có minh sư không? Thầy của Phật Thích Ca Mâu Ni là ai? Sư phụ, sao ông lại không có minh sư? Quý vị đọc kinh sao mơ hồ vậy? Sư phụ của đại sư Duy Ma Cật chính là Phật Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni có 6 vị minh sư. Lúc Ngài thành Phật, các vị sư phụ của Ngài đều đã vãng sanh, cho nên Ngài không thể đến viếng họ. Còn nữa, sau khi Ngài thành Phật cũng giống như các vị sư phụ của Ngài vậy, không cần phải nói. Sau khi thành Phật, không có lời gì để nói, không còn những cử chỉ lễ phép hời hợt bên ngoài phải biểu lộ. Về phương diện vật chất, thế tục này có thể làm mà cũng không cần phải làm. Những điều này không phải là chuyện quan trọng. Điều quan trọng nhất là đi độ chúng sinh, để những người khác cũng có thể khai ngộ, thành Phật giống như Ngài. Làm như vậy thì các vị thầy của Ngài mới vui lòng, không nhất định phải đi thăm họ hoặc là cúng dường họ mới làm hài lòng các vị sư phụ của Ngài. Master Thanh Hải Vô Thường Sư khai thị vào ngày 28 tháng 5 năm 1988 tại Đài Trung Formosa.